Quý vị và các bạn thân mến, nghề chăm nón lá ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh đến nay đã hơn 50 tuổi. Và trong năm 2014 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công nhận đây là nghề truyền thống. Trong chương trình thông tin từ huyện kỳ này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn xem đài làng nghề chăm nón lá phường Ninh Sơn với thăng trầm vui buồn của nghề, cũng như trăn trở để làng nghề nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa của quê hương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự do phóng viên Quế Hương và Nhật Quang, Đài Truyền thanh thành phố Tây Ninh thực hiện, phản ánh về nghề chăm nón lá ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Phóng sự có tựa đề Thương về nón lá Ninh Sơn. Nón này che nắng che mưa, nón này để đội cho vừa đôi ta. Chẳng biết từ bao giờ mà hình ảnh chiếc nón lá đã trở nên rất gần gũi và thân thương quá đỗi đối với người Việt Nam. Nón lá đi vào câu ca dao mượt mà, không chỉ ở cái tính tiện dụng trong sinh hoạt đời thường, vừa che mưa vừa che nắng, mà còn là cầu nối để xe kết thấm tình đôi ta. Tình người với người mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Theo các tài liệu tham khảo thì ở nước ta, nón lá có lịch sử lâu đời đã được chạm khắc trên trống đồng Ngọc Lũ, trên thạp đồng Đào Thịnh vào khoảng 2.500 đến 3.000 năm. Nón lá mang nét bình dị đoan trang, duyên dáng mà rất có giá trị thực tiễn đối với đời sống nông nghiệp. Ở nước ta cũng có nhiều nơi làm nghề chăm nón lá nổi tiếng, trong đó địa danh phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nghề chăm nón lá ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh có nguồn gốc là do đông đảo người dân từ miền Trung vào Ninh Sơn sinh sống và mang theo nghề đặc trưng của địa phương vào đây từ khoảng năm 1960. Nghề này được truyền lại cho con cháu bảo tồn và duy trì đến ngày nay. Làng nghề đã có hơn 50 năm. Hiện nay ở phường Ninh Sơn có 3 khu phố tập trung nhiều hộ làm nghề chăm nón lá, là các khu phố Ninh Trung, Ninh Lộc, Ninh Thọ. Nhiều cụ cao niên ở địa phương đến nay vẫn còn gắn bó với nghề chăm nón, với tuổi nghề ngót nghét gần 50 năm rồi. Tôi bắt đầu ở Hồ Trông vô đây làm là bắt đầu là 17 tuổi là bắt đầu làm luôn. Bữa nay là tới 59 tuổi rồi, Tết nay là kéo mừng. Chứ mà làm cũng lai rai chứ giờ không có đi làm chuyện nặng ở ngoài được. Nhà giữ chéo với chăm nón rồi. Chiếc nón lá trông giản dị, giá bán cũng rẻ tiền. Nhưng để làm được một chiếc nón thành phẩm, đòi hỏi cả quá trình công phu với nhiều công đoạn. Sau khi mua lá mật cật, nguyên liệu làm nón về, thì đem lá luộc rồi phơi khô lá, đến phơi sương đêm cho lá dịu mới làm được. Tiếp đến là giặt lá, rồi dùng miếng gang lò than nhiệt nóng để kéo lá cho thẳng, cho bóng. Khi chăm nón thì lựa lá đẹp, bóng để lợp bên ngoài, còn lá giữa, lá bìa để lấp trong. Trước đó, người chăm nón phải chẻ trúc để vót tuyến khoanh sườn đặt lá lên chầm. Bắt đầu công đoạn chăm nón thì lấy kim sâu, lấp ngoài 30 lá, lấp trong khoảng 25 lá, lấp giữa chèn cuốn cho cứng bìa. Rồi tiếp đến là xoay nón cho đều và chăm nón. Dùng cái khung có hình giống như kim tự tháp, có 12 sườn chính, khoảng cách giống nhau để đặt lá lên mà chầm. Cái khung này phải do người có tay nghề cao mới làm được. Ở khu vực phường Ninh Sơn này cũng chỉ có 2-3 người chuyên làm khung được thôi. Khi nón chầm xong thì tháo ra, cắt lá thừa ra nứt miệng nón. Sau đó giao sản phẩm thô cho đầu mối để tiếp tục hoàn thiện các khâu khác như kết, đánh đai, quét dầu rồi mới đem bán được. Muốn làm được chiếc nón lá đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo léo. Những người làm nón lâu năm chia sẻ về cái khó của nghề chăm nón. Chăm nón thì mới đầu chưa biết làm thì vót sườn thì cũng cực lắm. Nhiều khi nó sóc vô tay nè, gãy sườn, hư sườn. Rồi mình kéo lá, rồi nó như chung là nhiều khâu lắm. Cũng hơi cực.
Nếu mà làm bình thường là không biết làm nè, là cứ kim đâm lia lịa luôn. Nón thì nón đẹp, ví dụ làm nón dày nè, mình khéo tay thì mình làm nón dày đẹp thì bán nó có tiền hơn, cao giá hơn. Còn nếu mà thường thường thì nón thưa thưa vậy thì cũng giá thấp. Vậy đó mà sao nghề chầm nón vẫn còn được truyền đến hôm nay? Bởi nghề chầm nón đã có một thời đem đến sự ổn định cho cuộc sống gia đình. Ở đây có gia đình cả ba thế hệ cùng làm nghề chầm nón. Nghề chầm nón từng là nguồn thu nhập chính của gia đình. Đó là vào những năm 80-90. Thời ấy, nhà nhà, người người ở Ninh Sơn đều chầm nón lá. Ông Võ Văn Bộ, trưởng ban quản lý khu phố Linh Trung cho biết, hồi nhỏ, tuổi mình thì một buổi đi học, một buổi phụ cha mẹ chầm nón. Không chỉ con gái biết chầm nón, mà con trai như tôi cũng biết chầm nón. Mà ngại quá nên ra sau hè ngồi, sợ người ta cười con trai làm nghề con gái. Rồi trong xóm còn tổ chức chầm nón thi với nhau, xem ai chầm nón nhanh và đẹp nữa chứ. Bởi vì chỉ cần nhà có 3 hoặc 4 người chầm nón thì đủ nuôi cả gia đình. Một người làm giỏi thì được 4 hoặc 5 cái nón một ngày, làm chậm thì được 2 cái. Thì nói về chầm nón, cái nghề chầm nón này thì nó cũng có thể là dư giả không dư, nhưng nó không đủ giải quyết trong cuộc sống. À giờ cái vốn thì nói chung ra thì nó cũng có con một chục nón, cô làm cô bán được 180 ngàn thì cô bỏ nên cũng 50 ngàn tiền vốn. Cái công của mình đây là khó khổ lắm, từ lá mua về rồi từ phải mà vuốt lá ra à, rồi phải phơi xương rồi vuốt lá ra rồi làm nên cái nón này là công sức nó cũng dữ lắm á, khó khăn lắm á. Với bản tính chịu thương chịu khó mà tiết kiệm của những người con miền Trung, nên cuộc sống cũng đủ với nghề này. Nón lá được tiêu thụ nhiều, nên làm ra bao nhiêu thì bán hết rất nhanh. Nón lá Ninh Sơn không chỉ được bán trong tỉnh, mà còn ra ngoài tỉnh, nhất là người miền Tây rất ưa chuộng. Đó là chuyện lúc trước, song hơn chục năm trở lại đây, số người làm nghề chầm nón ở phường Ninh Sơn ngày càng giảm dần. Hiện nay chỉ còn gần 100 hộ gắn bó với nghề chầm nón. Những người làm nón cho biết do nguyên vật liệu mắc, chủ yếu là lá mật cật ngày càng hiếm, phải mua giá cao, đặt hàng không mua được. Trong khi đó, nón bán ra lại chậm, giá không tăng bao nhiêu vì người đội nón lá ít đi. Nón lá chỉ chủ yếu sử dụng làm ruộng, làm rẫy mà thôi. Đến thăm những người làm nón lá ở Ninh Sơn, thưa vắng lắm. Chỉ có một hoặc hai cụ bà đang chầm nón. Nó cũng đi làm cái nghiệp đồ, với đi bán quán đồ hết rồi. Còn bây giờ mình già ở nhà làm nón. Nó đồng tiền nón cũng hơi ít đó. Có đồng ra đồng vô thôi. Nhà vừa làm, vừa giữ chéo mà vừa chầm nón. Như vậy, nghề chầm nón bây giờ chỉ còn là nghề kiếm thêm đối với các bà, các chị trong những giờ nhàn rỗi sau khi làm công việc chính. Thu nhập của người chầm nón trung bình từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng một ngày. Còn nón bán ra, loại tốt nhất từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng một chục. Loại thường từ 110.000 đồng đến 150.000 đồng. Từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng một chục. Ngày trước, phường Ninh Sơn còn có nón theo bài thơ, theo khung cảnh, giá bán rất cao. Nhưng nay hiếm người làm nón này bởi cũng ít người mua. Trước thực trạng hiu hắt và nguy cơ mai một của nghề chầm nón lá, chính quyền địa phương cũng đã có những giải pháp để duy trì nghề. Trong năm 2014 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Sơn cũng đã thành lập tổ liên kết chầm nón lá với 28 chị có nghề chầm nón. Và các chị được Ủy ban Nhân dân phường, Hội Phụ nữ phường xây dựng đề án vay vốn để hỗ trợ vay vốn 230 triệu đồng để đầu tư vào nghề, góp phần giúp các chị cải thiện cuộc sống và cũng động viên các chị làm nghề nhằm duy trì nghề chầm nón. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Ninh Sơn để tìm hiểu về thực trạng nghề chầm nón lá nơi đây. Về thực trạng chầm nón lá ở địa phương hiện nay thì đã mai một so với trước đây cũng khá nhiều.
Nhưng mà cái ngành nghề chầm nón lá ở địa phương đó là một cái nghề truyền thống, cho nên có mai một nhưng mà vẫn còn duy trì và cũng đang vận động bà con cô bác để mình phát huy cho nó phát triển thêm, không để mai một. Làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống, phía địa phương cũng mong ngành chức năng có một cái hướng khả thi để mà tạo điều kiện cho địa phương phát triển cái làng nghề ngày càng bền vững hơn, để tạo cho cái có cái công việc ổn định và cũng có tạo thêm cái thu nhập cho người dân. Trong tháng 11 năm 2014, Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống là nghề truyền thống tỉnh Tây Ninh cũng đã có cuộc họp và thống nhất công nhận nghề truyền thống chầm nón lá ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 2842 trên quy đề UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 công nhận nghề truyền thống chầm nón lá ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Như vậy, hy vọng rằng khi nghề chầm nón lá ở phường Ninh Sơn được công nhận nghề truyền thống, tỉnh ta sớm có giải pháp khả thi để kịp thời bảo tồn nghề chầm nón lá nơi đây, giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao từ nghề chầm nón. Đó chính là góp phần giữ nét đẹp bình dị, đơn sơ, mộc mạc mà chịu thương chịu khó của con người, của quê hương, của văn hóa Việt Nam. Để mai này chúng ta còn được thấy hình ảnh nón lá nghiêng tre mà nghe lòng xao xuyến bâng khuâng, để rồi nhớ rồi thương về nón lá Ninh Sơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự Thương về nón lá Ninh Sơn, chương trình thông tin từ huyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh do Đài Truyền thanh Thành phố Tây Ninh thực hiện kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.